Là mình bới sẵn 12 chén cơm nha mọi người. Đây mình có thịt kho tiêu, trứng chiên và ngọn lan luộc nha mọi người. Đó. Giờ bạn về sẽ thử thách thôi, ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Cái gì mà nhiều hết. Nghĩa ơi, cho bằng việc ly nước để sẵn đây. Ướp. Chấp nghiện ngào à. Đồ ăn thấy hấp dẫn không vậy? Quá hấp dẫn. Đây mình có trứng chiên và thịt kho tiêu và rau lan luộc nha mọi người. Đó. Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì bạn Việt muốn thử thách sức mình coi ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Đây. Đó. Đây, giờ mình sẽ bắt đầu, bạn Việt sẽ bắt đầu thử thách ăn cơm thôi. Thử coi thủ lượng của bạn Việt được nhiêu chén, nhìn nói hồi nào đây. Nhìn nói từ trưa giờ. Chén nghe nha, thử coi phá kỷ lục mình được bao nhiêu chén nha. Là mình bới sẵn 12 chén cơm nha mọi người. Đây mình có thịt kho tiêu, trứng chiên và ngọn lan luộc nha mọi người. Đó, giờ bạn Việt sẽ thử thách thôi, ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Xin chào mọi người, đây mình mời tất cả các bạn thưởng thức nha. Đây thịt kho. Đó. Thôi dịch chen nước đi chứ chi thịt kho. Đó, chen nước vô. Ăn nổi không? Nổi không? Thấy cũng được. Đây nay bằng việc thử thách thử coi. Cái khả năng bằng việc thì ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Đây mình không quy định thời gian. Ăn cứ hết nổi thì ngưng nha. Đừng gán ảnh hưởng sức khỏe. Ok. Mà hút nhiều dữ à. Gấp đồ ăn vô đại đi. Đâu lan nè. Wow. Gì mà nhiều đấy. Nghĩa ơi, cho bằng việc ly nước để sẵn đây. Ướp. Chấp nghiện ngào à. Đồ ăn thấy hấp dẫn không vậy? Quá hấp dẫn. Đây mình có trứng chiên và thịt kho tiêu và rau lan luộc nha mọi người. Khuyến khích là ăn cho có sữa con bú nè. Wow. Hết chén hả? Hết chén chứ để chồng đây đi. Đó. Chém hết. Đó, được một chén rồi nha mọi người. Đây bắt đầu chén thứ hai. Nay bạn Việt muốn thử hết rồi khả năng của mình ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Quá tuyệt vời. Quá bự. Ăn không nổi uống nước vô. Ok. Xong chén này đi uống nước. Để mà no à. No à. Rau lan nữa. Mời mọi người nha. Rau lan. Bây giờ thấy tôi mới chén cơm chất lượng không vậy? Quá chất lượng, quá nhiều. Đây cơm thì đầy chén nha mọi người, chứ không có lưng đâu. Đây bạn Việt muốn xem khả năng mình ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Đây mới vừa hết được chén. Thấy bạn Việt ăn mà mình thèm không? Ngon quá. Giờ không dám ăn tới trứng luôn, sợ nó no hả? No, ăn đồ ăn vô đại đi. Chơi chiến thuật hay gì? Chúng tôi chiến thuật.
ăn mà cảm thấy mình no hết nổi thì ngưng lại nha. Đừng, qua đây đi, ghê quá. Đừng cố gắng. Hết chén thứ hai nha mọi người. Wow, đó nó chạy rồi đó, chạy xuống. Tới đâu rồi, tới đâu rồi? Tới cuốn bò tử rồi. Gì mới hai chén tới cuốn rồi hả? Tới cuốn rồi. Đây chén thứ ba. Không dám đụng tới thịt luôn, tự no. Có cần thêm nước chấm, nước tương gì không? Được rồi, đủ rồi, ngon rồi. Đây là rau luộc. Tính chút mình review sao đi. Thịt kho tiên nha mọi người. Nó đi ghế gì? Trời. Vậy. Đúng là tay nghề kho rất là yếu. Đó, ăn đừng có cố quá nha. Okay. Chứ thấy no là mình ngưng, cố quá là ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Đó, để xong một chén à. Cái mũ á. Xong rồi quay cái chén cho mọi người xem nha. Đây, hết được chén thứ ba nha mọi người. Cái chén chất lượng quá trời. Đây, bệnh viện bắt đầu chén thứ tư. Quá đỉnh rồi. Bốn chén là cũng hơi đỉnh rồi nha. Bốn chén. Qua từng con tuyệt vời quá. Bò rất là ngon. Trong phòng á, trong phòng ấy, phòng trong nồi á. Con ngon lắm. Rau lang. Rau lang chấm vô nước kho lại đi. Ăn nghe cho nó ngon. Tôi thấy vậy là ngon rồi. Nước nước trong đây là vừa ăn. Vừa ăn hả? Đây có ngọn lang luộc nha mọi người. Luộc rất là ngon. Nhìn nó hấp dẫn luôn. Đây có trứng chiên của Phong đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Thấy bắt đầu có sự ngán ngẩm rồi. No rồi hả? Chưa no mà thấy có sự ngán ngán rồi. Đáng cố gắng ăn cho anh chị và các bạn xem. Đây chén thứ tư. Chén thứ tư nha mọi người. Đây bắt đầu chén thứ năm. Tụt đỉnh quá rồi. Chén thứ năm rồi bắt đầu rồi. Tính là rồi đó. Tới đâu rồi, tới đâu rồi? Gần tới cuốn bò tử rồi. Ăn nổi thì có thể ngồi ngưng đợi cho nó xuống rồi ăn tiếp nha. Okay. Mình không có quy định thời gian. Lúc lát. Mình chỉ thử sức thôi, mình ăn được bao nhiêu chén cơm thôi. Ok. Ăn trứng đại đi. Trời ơi, trứng nhiều quá, xúc ăn sao đi. No hả? No. Ngon lắm. Ngon lắm không ơi. Rồi lắm. Ở sau khán đài là mọi người đã rất là đói bụng rồi. Giết người không dùng dao rồi hả? Việc đang bắt đầu chén thứ năm nha mọi người. Đúng không?
Đây là chén thứ 6, bữa thứ 5. Bắt đầu qua bán chén thứ 6 nè. Chén thứ 6 nha mọi người. Bây giờ đang sắp hoàn thành nửa chặng đường các bạn ơi. Nửa chặng đường rồi. 6 chén rồi. Giờ chén này là chén thứ 6 rồi. Quá đỉnh rồi, chén thứ 6. Đây mình không quy định thời gian nha mọi người. Cứ ăn coi khả năng mình ăn được bao nhiêu chén thôi. Quá dữ rồi. Vì thấy đồ ăn hấp dẫn vậy. Quá hấp dẫn mà. Cái này cậu gạo dẻo không? Không. Không biết gạo gì nữa. Mà thấy nó dẻo quá nè. Dẻo quá. Dẻo quá. Dẻo quá khó nuốt hả? Khó nuốt quá. Nếu ăn hết mà 12 chén nó còn đồ cơm nó vậy cái ăn nữa mới vậy là quá đỉnh rồi, cơm là mau no. Đó thịt nè mọi người. Cả làng gì mà tôi không dám ăn. Sợ no. Lại đi trời ơi. No dữ lắm. Vừa một mỡ này. Rất là ngon mọi người. Ai nêm cái này mà ngon quá vậy? Không nêm hả? Ngon thiệt. Tài nghệ nấu nướng rất là ngon. Phải đầu ăn ngon mới ăn được cơm nhiều á. Đúng rồi. Ngon quá. Chén thứ mấy rồi? Chén thứ 6 rồi. 6 rồi. Thứ 7 rồi. Chén thứ 7 hả? Quá đỉnh rồi nghe ơi. Quá đỉnh rồi. Chén này to hơn rồi. Cái này phải bái về sư phụ rồi nghĩa ơi. Bạn thấy no chưa? No miếng nào chưa? Đang no. Phần nửa chưa? Được 10 phần phải không? Là được hết 8-9 phần. Ghê rồi. Ghê rồi. Thế là chắc ngon. Ăn mình đừng có cố gắng quá nha. Ok. Có gì ảnh hưởng sức khỏe lắm. Mình ăn vừa đủ mình kén mức là mình ngưng được. Cái này chén thứ 7 rồi cũng đỉnh lắm rồi đó. Đỉnh rồi. 7 rồi. Này mình thử thách cho bản thân mình ăn được bao nhiêu chén cơm nha mọi người. Đây là Việt muốn thử thách bản thân của mình Việt. Được bao nhiêu à? Với mình là 7 chén là quá dữ rồi đó. Kho tiêu quá ngon mọi người. Đây là kho tiêu. Bạn Việt à, đam mê món thịt kho tiêu nha mọi người. Hộp vịt này nó thấy nó no quá không dám ăn. Review thử miếng hộp vịt xong rồi đi coi. Vì mưu quén thôi. Khoan mình sẽ lấy cái muỗng đi. Cái muỗng đi sao nó lúc lắc quá nè. Cho các bạn nó lúc lắc. Đó. Đó ngon quá nè. Đây là món thịt kho tiêu mà nãy giờ bạn Việt khen nè mọi người. Khen nè. Đúng. Cái hộp vịt mà chưa dám ăn nè. Hộp vịt được mấy chén rồi nha? Đang chén thứ 7. Chén thứ 7 mà hộp vịt bây giờ thôi để ra đây đi chứ. No hả? No sợ no. Quá. Nãy giờ mình đến đoạn lại ơi. Vừa qua chán lại. Vừa qua chứ nè. Đỉnh vậy. Vừa qua chán lại. Đây mọi người cho mọi người xem món thịt kho tiêu nha mọi người. Đó mày món bằng Việt tâm đắc nãy giờ đây. Rất là ngon. Kho rất là tuyệt vời. Phải vô nước mới được. Không vô nước là nuốt không nổi hả? Không vô nước lại rồi đó. Đây mọi người thấy chồng chén mọi người có thể đếm mọi người. Đây mình mới chén thì cũng rất đầy nha mọi người chứ không có kiểu lưng đâu. Đầy góc luôn à. Lưng luôn à. Đó ai bế đó, ai bế tôi đó. Đúng là bế. Chén thứ 7 nè. Trời ơi. Bắt đầu chén thứ 8 tao đưa cho mọi người xem chén đầy đàng, cơm đầy đàng hoàng chứ. Đây. Cơm này cũng đầy lắm. Rất đầy nha mọi người. Đây nè. Đây cho mọi người xem. Úi da. Đây chén cơm rất đầy luôn nha mọi người. Chén thứ 7 rồi, giờ chén thứ 8 rồi. Chén thứ 8 là bắt đầu. Đây bắt đầu chén thứ 8 nha mọi người. Đây mình chồng chén mọi người có thể xem. Món thịt kho dễ ăn hả vậy? Dễ ăn. Giờ tới hộp vịt đi. Ơ hộp vịt nhiều quá mày. Đi. Trời ơi. Sao nó nhiều dữ vậy? Dữ mà.
Đó. Giờ này để ông dịch lên nè, đó, chen lên nè. Ê, vậy còn à. Nói chung là hết thì mình mới tiếp nha mọi người. Việc vậy là quá đỉnh rồi. Cơm thì bình thiên. Cơm mình rất nhiều luôn. Từ từ để tôi uống miếng nước. Đã thấy no chưa vậy? Tôi thấy là gần no rồi. Gần hả? Còn nữa. Gần no vậy chắc còn nữa. Quá đỉnh rồi. Lắc 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 chỗ xuống. Thì ra là cái tài năng của mình về cũng đang giấu giếm các bạn ơi. Quá ghê, quá dữ rồi. Chuẩn bị nhơi đó. Được rồi. Thấy ông nhơi rồi, ông cũng vàng vàng hết gấp đâu người ta rồi. Nhơi nhơi nhơi. No rồi hả? Bắt đầu sắp no rồi. Sắp no thì cũng được mấy chén thôi kìa. Dữ rồi. Dữ rồi. Một chén hai chén đó cũng cả chục rồi. Ghê vậy. Ăn không nổi thì có thể ngồi nghỉ ngơi rồi tí, đâu quy định thời gian đâu. Không nổi thì ngơi. Ăn mà tới đựng mất mình rồi. Tới đâu rồi, tới đâu rồi, diễn tả cho mọi người xem thôi. Bây giờ nó gần đầy rồi, sắp bít rồi. Đó, chèm miếng nước rồi nữa nè. Anh em mới làm công ty về các bạn. Mới làm công ty về. Mới mà, bạn các công ty rồi. Rồi tình hình dịch bệnh công ty mình diễn biến phức tạp lắm bạn ơi, cho nên cái thời gian quay clip rồi cũng bấp bênh luôn. Tranh thủ dữ vậy, tranh thủ lắm. Ừ. Tôi bới cho ông chán nào dính lấy ăn le lưỡi luôn. Hết rồi, chén mấy, chén 8 không? 8 rồi. Ừ, quá dữ. Cái nữa, cái nữa. Chén cuối nè. Cuối không? Ừ. Lại còn nổi nữa rồi sao? Tôi coi coi. Tới đâu rồi. Đừng có cố hết sức nha. Ok. Có gì ảnh hưởng sức khỏe đó nha. Không ăn vậy là quá đỉnh rồi. Quá đỉnh. Sắp bụng bầu rồi đó. Mấy tháng rồi? 2 tháng rồi. Ăn cơm rồi lắng nghe. Ăn cơm rồi suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ. Không lẽ đây là cái bài của ban Việt sao? Cái nào mình mộng dám ăn ngon. Ngon đấy. Dảnh củ tỏi nữa nha. Cái này là từ từ nuốt. Từ từ đâu ai hối đâu. Đúng không? Dạ, tiếp tay, tiếp nước nha nghe ơi. Được rồi, như đây nước đủ rồi, ủa? Còn hết nước hả? Tiếp nước, đúng tiếp rồi, nước. Đúng không? Thôi được rồi. Uống nhiều sợ no hả? Sợ no. Quá đỉnh rồi. À, quá trời quá đất rồi. Vậy là thường ngày không ăn vậy hả Việt? Thường ngày đâu có ăn vậy không? Tôi tưởng hồi ngày ông ăn bữa nào cũng vậy chứ. Đâu, đang dễ chết luôn à. Tôi có biểu diễn. Vậy là nay là thử thách bản thân đúng không? Thử bản thân. Còn cái này chở cỡ 3-4 trái chua, 3-4 nải chuối. 3-4 nải chuối hả ông? Nải chuối đó là mấy tháng nay rồi. Tháng nay hơn nửa năm. Từ từ ém ém vô. Đây rồi đó, xong chén thứ 9 là xong rồi đó. Xong hả? Hết sức rồi, hết sức rồi. Rồi. Rồi, ghé ăn hết chén đó đi. Ăn hết chén này là xong. Thì đỉnh rồi. Mọi người nhớ xem ủng hộ công việc nha các bạn. Vậy cái cố gắng hết sức rồi, chín chén rồi. Chín chén rồi. Quá trời, muốn cái chén quá trời đầy luôn.
Có cạo ít ra nó mới hết rồi. Phải múc vậy mới được chứ, lưng lưng chơi sao chơi được. Không, chín chén. Hết hết nổi à? Gán nữa được không? Gán nữa được không? Gán, gán nữa được. Chán lên hết được rồi. Cứng rồi. Thôi mình bạn Việt ăn tới khả năng tới đó thì cũng quá đỉnh rồi mọi người. Chung cuộc thì bạn Việt ăn được 9 chén nha. 9 chén. Điểm chén cho các bạn coi luôn nè. Đây cho chén. Mọi người điểm chén. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ờ hay rồi. Chung cuộc bạn Việt ăn được 9 chén nha mọi người. Bạn Việt đã cố gắng hết sức rồi. Thôi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em tụi mình nha. Tạm biệt mọi người.